Mới đây, thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một số công ty có tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B không đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách cơ sở vi phạm từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế. Trong đó, có hai cơ sở bị phát hiện tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B không đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật đó là công ty cổ phần trang thiết bị y tế VN Royal, 666 trên 46 trên 35 đường 3 tháng 2, phương 14, quận 10, và công ty cổ phần công nghệ Medi Express Việt Nam, 44 đường 6A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Hai công ty nêu trên bị phạt 70 triệu đồng trên một cơ sở, đồng thời bị tịch thu tăng vật vi phạm hành chính là phiếu tiếp nhận, giấy chứng nhận, tài liệu, hồ sơ, buộc nộp lại phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại AB. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nguyễn Quách, 25 đường 4C, khu phố 4, phường An lạc A, quận Bình Tân cũng bị xử phạt 70 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm sản phẩm kem dưỡng trắng da chống nắng Carelizer số lô 23032401. Ngoài nộp phạt, công ty Nguyễn Quách bị buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm liên quan, buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm trên. Trong đợt xử phạt lần này của thanh tra sở tế Thành phố Hồ Chí Minh còn có Huỳnh Thị Ngọc Trinh, 59 trên 22 Huỳnh Tịnh của, phường Võ Thị Sáu, quận 3 bị phạt 7,5 triệu đồng. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Đông Á, lô 4, 13, đường số 2, nhóm công nghiệp 4, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú bị phạt 15 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Phúc Khang, số 153, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức bị phạt 8 triệu đồng. Đồng Thị Minh Hồng, 4 trên 4 C, Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn bị phạt 4 triệu đồng. Nhà thuốc Hoàng Bách, 6A, đường TTN01, tổ 1, khu phố 3, đường Tân Thới Nhất, quận 12, có hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ nên bị phạt 20,8 triệu đồng, buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.